các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 14. Kissinger hoan nghênh sự thẳng thắn của Lê Đức Thọ và đặt ra một số câu hỏi. Hai bên nhanh chóng đồng ý về cách thảo luận 10 điểm và 8 điểm. Phía Mỹ hiểu thái độ của ta đối với chính quyền miền Nam là phải thay người, Thiệu Kỳ Hương, và thay đổi chính sách. Đó là một điều kiện. Về việc cử trưởng đoàn mới ở hội nghị bốn bên, Kissinger nói, điều này có thể sắp ép được ông ta nói. Hoa Kỳ không bỏ hội nghị bốn bên, tuy họ rút cả trưởng phó đoàn đi và chỉ để lại Habit, người thứ ba, ở Paris. Chú thích của tác giả. Xuân Thủy và Lê Đức Thọ cho Kissinger biết, nếu Mỹ không cử trưởng đoàn thì Xuân Thủy không ở lại Paris được và ông Thọ với cương vị cố vấn cũng không còn ở đây nữa. Kissinger: đây là ngài bộ trưởng dọa tôi. Xuân Thủy: chính ông đe dọa tôi trước. Cuộc thảo luận đã kéo dài, ông cố vấn Nhà Trắng thấy rằng hôm ấy không đi xa hơn được nữa. Ông sẽ nghiên cứu ý kiến của phía Việt Nam và sớm gặp lại nhau khi có dấu hiệu tiến bộ. Nhưng ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ không thể thay đổi chính quyền Sài Gòn. Trả lời Lê Đức Thọ về vấn đề Lào, Kissinger nói, chúng tôi quan sát thấy hầu hết quân pha thét Lào đều nói tiếng Việt cả. Rồi ông ta kể, vào thế kỷ 19, có một câu chuyện tương tự như vấn đề Lào xảy ra ở một tỉnh thuộc nước Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Anh là Palmerston, huân tước Palmerston. Tác giả nói vấn đề này phức tạp đến nỗi chỉ có ba người biết mà thôi. Một người thì đã chết, người thứ hai thì điên, người thứ ba là bạn thân của ông bộ trưởng ngoại giao đó, nhưng ông ta đã quên mất rồi. Hóa ra, Kissinger muốn nhắc lại câu chuyện thời Bismarck, muốn lấy hai sứ Holstein và Krewitz đang thuộc Vương quốc Đan Mạch để thành lập nước Đức Thống Nhất. Ý ông ta không phải là muốn tỏ ra cho người thứ tư biết bí mật về Lào, mà chỉ muốn chế giễu rằng ai cũng biết Việt Nam có quân ở Lào. Kissinger nói thêm, những điều tôi học tập về Lào vẫn chưa quên. Xuân Thủy, tôi là người đàm phán ở hội nghị Geneva về Lào. Ông nhớ, tôi cũng nhớ. Thôi, chúng ta nghỉ. Mọi người cùng cười. Hai bên hẹn gặp lại nhau 3 tuần sau, vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 1970. Sau cuộc gặp ngày 21 tháng 2 này, Kissinger rất hy vọng. Về Mỹ, ông ta báo cho Nixon rằng đây là cuộc gặp quan trọng, chắc chắn là quan trọng nhất từ khi bắt đầu chính quyền của ngài và quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện năm 1958. Richard Nixon, sách đã dẫn, trang 4461. Về mặt ngoại giao, ông ta tiếc đã nhận gặp vào ngày 21 tháng 2, nghĩa là theo lịch do Hà Nội ấn định, đó là một bước lùi, chấp nhận một đòi hỏi vô lý. Chúng ta đã gây nên một cảm giác vội vàng vô ích, cho phép Hà Nội ghi một bàn thắng về tâm lý mà họ vẫn kiên trì từ lâu. Henry Kissinger, Ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 4562. Cái chung chung, không Leninist, cái cụ thể, không đồng ý. Ngày 16 tháng 3, đến địa điểm họp, Kissinger kêu quá mệt vì phải hạ cánh xuống Tây Đức. Đúng thế, máy bay riêng của ông không xuống được sân bay quân sự Avot, miền trung nước Pháp, vì trục trặc kỹ thuật mà phải hạ xuống một sân bay Đức rồi mới quay về Pháp. Nghỉ một lúc vào cuộc họp, ông yêu cầu Lê Đức Thọ giải thích một câu đã nói lần trước rằng không bên nào buộc phía bên kia
phải chấp nhận một giải pháp bằng áp lực. Khi được giải thích, Kissinger nói ngay: trước khi chúng ta nói chuyện ở đây, nếu như một bên nào làm áp lực với phía bên kia, hoặc ở Việt Nam, hoặc ở một nước nào liên quan đến Việt Nam, thì như vậy là không phù hợp với mục đích cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây. Lê Đức Thọ: đây là ông đặt câu hỏi hay là ông phát biểu quan điểm? Kissinger: tôi nói để xem có đúng ý kiến của ông cố vấn đặc biệt không. Lê Đức Thọ nhấn mạnh lại rằng trong đàm phán, mỗi bên có lập trường và quan điểm của mình. Như vậy, không phải chúng tôi cứ bắt các ông phải theo quan điểm của chúng tôi, và các ông cũng không thể bắt chúng tôi phải theo quan điểm của các ông. Phải qua thảo luận rồi đi đến thỏa thuận. Kissinger: tức là không bên nào làm áp lực quân sự thêm với bên kia để buộc bên kia phải chấp nhận sự thỏa thuận. Lê Đức Thọ: câu nói của tôi là đối với một cuộc thương lượng với nhau, còn điểm ông nói về áp lực quân sự lại là vấn đề khác, mà vấn đề này chính các ông làm áp lực quân sự đối với chúng tôi. Kissinger nói, phía Mỹ muốn đi vào thực chất, và ông đọc một chỉ thị của Nixon gửi cho ông ta trước khi qua Paris, rằng phải nói với người Việt Nam, phải đi vào trung tâm của vấn đề. Rồi ông ta trình bày hai vấn đề, việc rút quân Mỹ và thời gian biểu của việc rút quân đó. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về việc rút lui toàn bộ quân Hoa Kỳ, điều đó bao gồm tất cả quân và rút hết căn cứ quân sự Hoa Kỳ mà không có điều ngoại lệ nào. Về thời gian biểu rút quân, căn cứ vào số quân Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam đến 15 tháng 4 năm 1970 là 422.000 người. Ông ta nói sẽ rút hết trong 16 tháng. Tháng thứ nhất 5.000, tháng thứ hai và thứ ba mỗi tháng 10.000, tháng thứ tư 27.000, năm tháng sau đó mỗi tháng 35.000 quân, tháng thứ 10 là 10.000, tháng thứ 11 15.000, tháng thứ 12 10.000, tháng thứ 13, 14 và 15 mỗi tháng 40.000, tháng thứ 16 là 4.000. Ông ta giải thích một số điểm về kỹ thuật rút và nhắc lại rằng trong việc rút quân này, thực tế đòi hỏi phải có đi có lại chừng nào đó. Và chính vì thế mà chúng ta có mặt ở đây để đàm phán. Nhắc lại, phía Việt Nam không thừa nhận có quân ở miền Nam, ông ta nói. Chúng tôi rất chú ý đến quan điểm đặc biệt này của các ông. Chúng tôi cũng đã có ý kiến cụ thể về vấn đề này. Nhưng tốt nhất là các ông trình bày ý kiến của các ông. Như vậy, lúc đó chúng ta có thỏa thuận về hai kế hoạch. Hai kế hoạch này cũng được thực hiện đồng thời nhưng không liên quan với nhau. Kissinger còn nói về vấn đề kiểm soát và vấn đề thả tù binh. Bộ trưởng Xuân Thủy nhận xét ngay rằng thời hạn rút quân mà Kissinger đưa ra không phù hợp với tuyên bố trước đây của Mỹ rút quân trong 12 tháng. Điều đó làm cho người ta nghĩ Mỹ kéo dài việc rút quân để gắn với kế hoạch Việt Nam hóa. Như vậy không giải quyết được vấn đề. Xuân Thủy cũng thúc giục Kissinger nói luôn ý kiến của ông ta về các lực lượng không phải Nam Việt Nam, vì ông ta đã có ý kiến cụ thể, còn phía ta chưa có ý kiến. Bộ trưởng cũng lưu ý Kissinger là ông ta chưa nói gì đến vấn đề chính trị. Kissinger lại giải thích mối liên quan giữa thương lượng và Việt Nam hóa, và nói thêm, thời gian rút quân vẫn có yếu tố mềm dẻo. Về việc rút quân miền Bắc, ông nói, chúng tôi khó có thể nghĩ rằng Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ lại chưa hề nghĩ đến một vấn đề liên quan đến Việt Nam như vậy. Ông ta cười, rồi một lúc sau nói tiếp, chúng tôi nghĩ rằng nếu như vì những lý do tinh thần, pháp lý, lịch sử mà các ông cho rằng nếu có hai chương trình song song với nhau thì dễ thực hiện hơn, chúng tôi vui lòng tán thành ý kiến đó. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của các ông. Trước hết, chúng tôi phải nói ngay đến những lực lượng không phải Nam Việt Nam ở những khu vực gọi là đất thánh,
ở những nước có liên quan đến Việt Nam. Những lực lượng này có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến tranh ở Việt Nam, thì những lực lượng đó cũng phải là một phần trong quá trình rút quân kia. Tôi muốn nói đến những trại ở dọc biên giới Nam Việt Nam. Trước sự thúc giục của Xuân Thủy, Kissinger đề nghị 25% các lực lượng không phải Nam Việt Nam phải hoàn thành trong 5 tháng, sau 8 tháng rút hết 50%, sau 12 tháng rút hết 75%, sau 16 tháng rút hết hoàn toàn, và những trại trên đất Campuchia và Lào và những con đường thâm nhập cũng phải rút. Lê Đức Thọ nhận xét, chúng tôi công nhận là ông đã đi vào phần thực chất. Theo ông trình bày thì việc rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ là một nguyên tắc pháp lý. Còn việc rút quân mà các ông cho là của miền Bắc như ông nói thì không phải là một nguyên tắc pháp lý mà là một vấn đề thực tế và kỹ thuật. Nhưng khi ông trình bày về vấn đề rút quân mà các ông gọi là của miền Bắc cũng phải hoàn thành trong cùng một thời gian như vậy thì thực chất cũng là đòi hai bên cùng rút quân và rút hết toàn bộ. Thế mà ông nói chỉ là vấn đề kỹ thuật. Chính cách trình bày của ông mới là kỹ thuật. Lê Đức Thọ nói tiếp. Đề nghị về thời hạn rút quân là một bước lùi so với thời gian các ông nêu ra ở Kuhlenbeck. Cách rút quân mà ông trình bày còn có tính chất nhỏ giọt hơn cả kế hoạch Việt Nam hóa. Có tháng chỉ có 5.000 so với tháng trước, các ông rút đến 10.000 mà chúng tôi đã nói là quá nhỏ giọt. Bởi vậy, ông nói là đi vào thực chất và không nên mặc cả, thì lời nói đó trái với thực tế này. Cuối cùng, Lê Đức Thọ nhấn mạnh, các ông dùng áp lực quân sự với chúng tôi thì các ông càng thất bại hơn nữa. Các ông đã xé bỏ hiệp định Geneva về Lào và cuối cùng các ông cũng không thắng được pha thét Lào. Nếu các ông không rút bài học đó mà cứ muốn biến Campuchia thành một Lào thứ hai thì chính các ông cũng sẽ thất bại như ở Nam Việt Nam và Lào. Lúc này chưa xảy ra đảo chính lật đổ Sihanouk ở Campuchia, nhưng chúng ta cũng đã có nhiều tin tức về việc Mỹ sẽ mở rộng chiến tranh sang Campuchia. Vì vậy, Lê Đức Thọ cảnh cáo trước. Nếu các ông không tôn trọng những điều đã ký kết thì ba dân tộc chúng tôi sẽ đoàn kết chiến đấu và các ông nhất định thất bại. Cố vấn Nhà Trắng bào chữa và nói rằng Mỹ đã giảm 25% hoạt động của không quân ở Campuchia. Riêng về vấn đề Lào thì đã nổ ra cuộc tranh luận ai là kẻ phá hoại Hiệp định Geneva về Lào. Phía Mỹ cũng thanh minh là không có ý định chiếm lại đất đai hiện nay do pha thét Lào kiểm soát. Nhưng lúc này, địch đang điều động cấp tốc lực lượng các quân khu 1, 2, 3 ở Lào về tăng cường phòng thủ Long Trẹng, xào huyệt của bọn phỉ Vàng Pao ở Lào. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ tập 1, sách đã dẫn, trang 45. Kissinger cũng nói Mỹ không có cố gắng nào để buộc Campuchia từ bỏ chính sách trung lập. Ông ta nhắc lại, lịch rút quân không phải là trở ngại không vượt qua được. Ông cũng xác nhận, lần sau, theo yêu cầu của Việt Nam, thảo luận cả vấn đề quân sự và chính trị. Phía Mỹ sẵn sàng thảo luận cả hai vấn đề đó cùng nhau. Ông ta cũng yêu cầu, lần sau phía ta phát biểu trước, vì theo ông, không thể tiến hành đàm phán theo khuôn khổ. Các ông là những nhà giáo hỏi học trò xem đã hiểu đúng lập trường của các ông chưa. Lê Đức Thọ cải chính điều đó. Hai bên hẹn gặp lại nhau vào mùng 5 hoặc mùng 4 tháng 4 và sẽ đi vào cụ thể. Khi chào từ biệt, Kissinger đã ra ngoài một lúc rồi lại quay lại, nói. Lenin nói, một bước lùi hai bước tiến. Tôi học tập Lenin đấy. Lê Đức Thọ, chủ nghĩa Lenin phải vận dụng linh hoạt, còn ông thì máy móc. Kissinger, thế thì một vài phiên họp nữa chúng tôi sẽ học tập Lenin tốt hơn. Kissinger báo cáo về cho Nixon rằng Bắc Việt Nam có vẻ quan tâm đến thời hạn rút quân và kết luận là
thêm hai cuộc họp nữa sẽ rõ chuyện. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 446. Cuộc họp lần này diễn ra trong lúc Đông Dương chuyển sang một bước ngoặt. Ở Lào, ngày 27 tháng 3, quân phái hữu cùng quân Thái với sự hỗ trợ của không quân Mỹ mở đợt tấn công chung quanh Long Trạng, chiếm lại khu vực Sàm Thông, tạo điều kiện cho Mỹ tiếp tế cho lực lượng Vàng Pao. Nhưng sự kiện nghiêm trọng hơn lại xảy ra trên đất Angkor. Chỉ hai ngày sau cuộc họp bí mật giữa Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và Kissinger nói trên, các lực lượng thân Mỹ do Lon Nol thủ tướng và Sirik Matak phó thủ tướng thứ nhất chỉ huy đã lật đổ quốc trưởng Sihanouk và phát động chiến tranh chống Việt Nam. Đây là một đòn kinh khủng đánh vào ông Hoàng Campuchia, mở đầu trận bão tố kéo dài mấy thập kỷ qua xuống cái mà người ta tưởng là một ốc đảo hòa bình ở Đông Nam Á. Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, suốt trong 15 năm, vận dụng một cách khéo léo các lối chơi trong ván bài chính trị, Sihanouk đã giữ cho nước ông được hòa bình giữa xứ Đông Dương rực cháy. Ít lâu sau khi Mỹ bí mật thực hiện chiến dịch thực đơn ném bom đánh phá Campuchia, Sihanouk lập lại quan hệ ngoại giao với Washington tháng 6 năm 1969, tưởng sẽ được yên ổn. Nhưng các lực lượng phản động trong nước ông càng đẩy mạnh hoạt động chống Việt Nam và hạ bệ ông. Cuộc đảo chính xảy ra lúc ông đang từ Liên Xô đi thăm Trung Quốc sau khi chữa bệnh ở Pháp. Liên Xô vẫn duy trì sứ quán ở Phnom Penh, Trung Quốc vẫn có cảm tình với Sihanouk. Tuy vẫn đón tiếp ông với cương vị quốc trưởng, nhưng còn dè dặt trước diễn biến của tình hình. Bắc Kinh báo cho ông biết, Bắc Kinh sẽ tôn trọng một cách đầy đủ mọi quyết định của hoàng thân Sihanouk, hoặc chấm dứt cuộc đời chính trị, hoặc cầm đầu một phong trào quốc gia chống Mỹ. Sihanouk, tù binh Khmer Đỏ, Paris 1986, trang 415. Hà Nội nhận định rằng cuộc đảo chính ở Phnom Penh là một nấc thang mới của Mỹ nhằm dựng lên một chính quyền tay sai ở Campuchia, xóa bỏ căn cứ và bàn đạp chiến lược của mặt trận dân tộc giải phóng, cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần chi viện cho chiến trường miền Nam. Hà Nội chủ trương ủng hộ ông Sihanouk giúp đỡ cách mạng Campuchia. Ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang Bắc Kinh bằng một chuyên cơ đặc biệt. Ngày 22, trong cuộc nói chuyện thẳng thắn và tình nghĩa, Thủ tướng đã mang lại cho Hoàng thân Sihanouk sự ủng hộ chân thành của nhân dân Việt Nam và khuyến khích Hoàng thân kiên quyết chống lại bọn đảo chính. Ngày 23 tháng 3, Sihanouk ra lời kêu gọi chống Mỹ gồm 5 điểm. Trong đó có vấn đề lập mặt trận thống nhất dân tộc Khmer, FUNK và quân đội giải phóng. Ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố ủng hộ chủ trương kháng chiến của ông. Ngày 28 tháng 4, Sihanouk lập chính phủ kháng chiến Khmer. Các đơn vị vũ trang của Việt Nam được chỉ thị phối hợp với bạn mở vùng giải phóng, giành quyền làm chủ ở 7 tỉnh phía Đông, Đông Bắc và 3 tỉnh phía Tây Nam, xây dựng chính quyền cách mạng, phát triển chiến tranh du kích. Chỉ trong một thời gian ngắn, vùng nông thôn tỉnh Krasia, 6 huyện ở Tà Keo, Campot đã được giải phóng. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, tập 1, trang 47-48. Mỹ vội vàng tăng cường viện trợ 200 triệu đô la cho bọn tay sai ở Campuchia, cố gắng đưa lực lượng của Lon Nol từ 35.000 lên 60.000 người. Ngày 28 tháng 4, các đơn vị quân ngụy Sài Gòn mở chiến dịch toàn thắng 42, vượt biên giới Campuchia, đánh vào vùng mỏ vẹt. Ngày 30 tháng 4, Mỹ cho lực lượng hỗn hợp gồm 50.000 quân Mỹ, 50.000 quân Sài Gòn tiến vào vùng Móc Câu, tiến sâu vào đất Campuchia từ 30 đến 40 km. Đồng thời, máy bay Mỹ ném bom miền Bắc nước ta ở vùng Quảng Bình, Vĩnh Linh trong mấy ngày liền. Cùng ngày 30 tháng 4, sau khi được tin quân Mỹ vào Campuchia, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta điện cho Trung ương Cục miền Nam. Đông Dương đã trở nên một chiến trường thống nhất và chỉ thị đánh cho quân ngụy ở miền Nam những đòn chí mạng ở Campuchia
đồng thời phá kế hoạch bình định ở chiến trường miền Nam. Việc mở rộng chiến tranh sang Campuchia là một sai lầm chiến lược của Nixon. Trong tình thế phải phi Mỹ hóa, rút dần quân Mỹ ra khỏi chiến trường chính, Mỹ lại đưa quân Mỹ sang Campuchia, tạo nên một chiến trường mới. Do đó, bỏ trống cả miền Nam Việt Nam và giơ lưng cho đối phương đánh. Họ đã tạo cho chính phủ cách mạng lâm thời, thời cơ vừa giúp cách mạng Campuchia vừa đưa lực lượng trở lại miền Nam, từng bước phá âm mưu của địch, tạo chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Cuộc gặp riêng giữa Lê Đức Thọ và Kissinger hôm 4 tháng 4 năm 1970 trong bối cảnh một Đông Dương đang bị mây đen bao phủ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào các chương trình của Winwin Việt Nam phát vào 12 giờ và 20 giờ thường ngày. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.